Để mà tăng cân thì cái bước thay độc nó cũng rất là quan trọng các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cái cách khác, nó sẽ dành cho những người mà đi đeo dạ dày chúng ta vẫn có thể uống được nha. Đó là uống bột sen dây với cái tương tamari. Đây là cái combo nó giúp chúng ta thải độc rất là tốt, đặc biệt là kim nội nặng các bạn. Đầu tiên thì các bạn lấy cái bột sen dây và các bạn cho vào trong ly tầm 2 muỗng như thế này thôi. Đó. Các bạn cho một xíu nước vào, nước nguội á nha, một xíu thôi, để mà chúng ta khuấy cho nó tan bột trước. Cái này nó cũng khá là khó tan các bạn. Khi mà bột nó đã tan một cách tương đối như thế này rồi á. Rồi các bạn cho nước sôi vào nha, cái nhớ là nước sôi nha, cho nó chín cái bột. Rồi chúng ta khuấy tiếp nha. Cho một xíu cái khoảng tầm 5-6 giọt thôi các bạn, tương tamari. Rồi chúng ta khuấy tiếp. Tương tamari nó là một cái loại nó được ủ lâu các bạn. Và những cái đạm trong nó biến đổi thành những cái acid amin. Và nó có những cái chất nó giúp thải độc kim đồ nặng rất là tốt. Ví dụ như là zizicobin ha. Cái cách thải độc của cái món này nó giống như là chúng ta xông hơi mạch của mình vậy. Nó làm cho tế bào của mình nó giãn ra. Và sau đó thì những cái độc tố, những cái chất dơ bẩn trong da nó sẽ được thải ra. Kiểu như vậy. Chỉ khác là nó thải từ bên trong các bạn. Người ta hay nói là nó thải từ trong tủy luôn đó. Tức là các bạn uống cái này vào, các bạn sẽ thấy người các bạn nó bắt đầu nó nóng lên, nó bừng lên. Đó. Và nếu mà các bạn trùm cái chăn nữa, cái mền nữa thì nó sẽ càng thải độc tốt hơn nha. Nhưng lưu ý là những bạn mà chúng ta đang bị thở hàn, thân nhiệt kém rồi đó, thì các bạn tránh uống vào buổi tối hoặc là uống vào sáng sớm nha. Nếu mà có uống thì uống buổi trưa cho nó an toàn. Đó, như thế này thì chúng ta có thể uống được rồi các bạn nha. Như thế này thì có thể uống được rồi. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an